Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Chi Mi sẽ thử đo bridge, đo lượng đường trong chùm nho này nhé, cho mọi người biết là hòa nho của Chi Mi ngọt như thế nào. Đây, đây là cái máy đo bridge ạ. Đây, chúng ta sẽ trực tiếp cái nước nho lên đây, từ quả ngay trên chùm xuống, từ chùm xuống nhé. Cái này là nó sẽ ngấm vào trong à? Ừ. Anh thì cho cái nhòm độ số máy này nhòm được. Có nhòm được không? Không được mà. Nó sẽ bám nhau để sẽ không thấy. Ủa thấy hình mình không à? Cho mình xem lại, mình xem thử nào. Nó sẽ ra số đấy. Số là vạch như thế nào nhỉ? Màu xanh à? À, màu trắng. Bật lên màu trắng à? Đếm từ dưới lên. Đếm dưới lên à? À nó ở trong cái máy này nó sẽ kéo từ dưới lên từ 0 tới 30 này, đúng không? Ừ. 20 độ C này. Đấy là 18.1 này. Đấy, phải 18.2 đấy chứ. Lên một vạch đấy, để xem nào. Ừ. Cái kính này nó sẽ rất là khó xem. Đấy. Vậy là quả vừa rồi là được 18.2 đấy. Ừ. Được đường là 18.2 rồi. Còn điện đo quả nữa không? Vẫn là thử quả khác xem nào. Đây. À, nha. Đây, chùm nho này. Đây, thực tế bên ngoài thì nó sẽ sẫm màu hơn một chút nha. Lấy quả này đi nhỉ. Ừ. Quả sẫm màu hơn một tẹo đi. Đấy, hồi nãy là quả hồng đỏ hơn này, quả đã sẫm màu hơn này. Thử xem nào. Cái là lau sạch rồi đúng không mình? Đúng rồi. Cái khác. Đây là thiết bị đo quang học không nhỉ? Đo quang học độ đường. Ừ, đo đi. Đo đây. Mình sẽ nhìn vào đây nha, nhìn thẳng vào trong này. Là cái này nó sẽ chạy lên nhỉ hay là nó cái vạch nó đứng ở đó luôn? Cái vạch nó sẽ đứng đó luôn. Ừ. Giữa màu trắng và màu xanh thì số là nó đo từ ở dưới lên trên. Có lẽ nhỉ, cái quả này đen hơn mà lại 18 à, hơn 18 một chút. Đây, quả hồi nãy còn ngọt hơn. Đây. Đây. Mình sẽ thử thêm một quả khác nữa nhé. Quả nữa nha. Ok, chùm khác đi. Đây đi. Đây, quả to to ấy. Đây, quả to to đi. To to gì? Ừ. Đây. Rồi, ok. To xem nào, nhìn xem nào. Wow. Ủa, cái này mạnh dữ, lên bao nhiêu? 19.6, 19.8, gần tới 20. Ủa, cái gì mà ngọt ghê vậy? Gần tới 20 mọi người ạ. À. Ủa, cha. Thì làm sao mà có thể chụp được cái ảnh này để gửi cho mọi người biết nhỉ? Đấy, quả này rất là ngọt nha, chúng khác một giờ ạ. Ở gần tới 20 rồi đấy. Đây, cái bạn này. Đây, chùm nho của Chi Mi. Đây, đỏ sẫm này. Đây, trong túi này sẽ bảo quản như trong vậy nhé. Đây. À, khu vực này thì khách cũng đã thu hoạch được một số rồi. À, những cái chùm nho này. Thấy nó đỏ thẫm như thế này mọi người. Đây, cái chùm nhà này thì phải cân rưỡi hơn này. Ngon này, đen sẫm, độ ngọt. Đấy, khi mà Chi Mi đo đây nó sẽ được khoảng từ hơn 18 cho tới 20. Đấy. Như quả này. Đây, quả này
tím lịm này thì ngọt, cực kỳ ngọt. Bây giờ còn những cái này thì farm sẽ bao trái để bảo vệ quả nhé, cho khỏi côn trùng.